Với lời xin vâng ấy, ngôi hai Thiên Chúa đã mặc lấy xác thân nhân loại trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria, như lời Chúa đã dùng ngôn sứ Isaiah: "Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ con trai. Người ta sẽ gọi tên là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta." Thiên Chúa khôn ngoan thượng trí và yêu thương vô cùng đã muốn tái lập định chế gia đình bền vững, hòa thuận thương yêu, nâng đỡ bổ trợ lẫn nhau, và Thiên Chúa đã cho con của Ngài được nhập thể, được cưu mang, được sinh ra và lớn lên trong gia đình để thánh hóa gia đình. Vì thế, Ngài đã cho sứ thần hiện ra truyền tin cho Thánh Giuse trong giấc mơ, để Ngài đón nhận mẹ Maria về nhà làm vợ, để Chúa Giêsu được sinh ra và lớn lên trong một gia đình thực thụ. Thật lạ, không thể hiểu nổi, không thể ngờ, nàng đã có thai với ai cơ chứ? Nàng là người tốt lành như thế, tại sao tự nhiên lại có thai? Ta thấy rõ ràng, nàng đâu có ai ngoài ta. Ta phải làm gì với nàng? Lệ luật buộc phải tố cáo nàng, nhưng như thế thì nàng sẽ bị ném đá đến chết. Không được, ta cũng không thể đón nàng về, vì có thể nàng không yêu ta, và đứa con trong bụng nàng không phải con ta. Ta chỉ có thể nhận cái gì thuộc về mình. Ôi Chúa ơi, con đã tìm ra một cách vẹn toàn. Con sẽ viết cho nàng một chứng thư ly dị và rời bỏ nàng cách kín đáo. Con rất thương nàng. Giuse, con cháu vua David, đừng ngại nhận Maria về làm vợ, vì Maria có thai là do quyền năng thánh thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Ôi, sứ thần đã cho ta biết Maria, vợ ta có thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Như thế, nàng không hề phản bội ta. Mau đi đón Maria về nhà để chăm sóc mẹ con nàng thật chu đáo. Thế rồi, Giuse đón Maria về nhà làm bạn mình. Hai người luôn yêu thương, chăm sóc và giúp đỡ lẫn nhau. Cả dân thành nghe đây, hoàng đế ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số. Trong khắp thiên hạ thuộc đế quốc Roma, ai nấy đều phải trở về nguyên quán mà khai tên tuổi. Mọi người phải theo lệnh mà thi hành, không được gây rối mất trật tự. Nếu không tuân lệnh, sẽ bị xử theo quân pháp. Loa 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 loa! Lệnh truyền của hoàng đế, mọi người thu xếp hành trang lên đường mà về quê hương mình. Giữa mùa đông, từng đoàn người lũ lượt kéo nhau đi. Giuse và Maria, vì là dòng dõi David nên phải rời Nazareth mà về Bethlehem. Hỡi gió lạnh, hỡi băng giá, hãy đến đây mà nhảy múa đi, hãy gào thét nữa đi.
chút xíu. Ở Bethlehem em à. Nhưng giờ này tối quá, và không có ai trên đường để anh có thể hỏi thăm nhà trọ. Chuyện gì thế? Tôi có thể giúp gì cho ông? Ông ơi, xin ông thương tình giúp vợ chồng tôi. Xin ông cho vợ chồng tôi được tá túc ở nhà ông đêm này, vì vợ tôi đang chuyển dạ. Xin ông làm ơn giúp cho. Để tôi vào hỏi vợ tôi xem sao. Bà ơi, có đôi vợ chồng trẻ xin được tá túc nhà mình đêm nay, mà người vợ thì đang sắp sinh. Hãy đuổi họ đi đi. Thật là ô uế và phiền phức. Đuổi đi nhanh đi. Ông điên à? Chúng ta có biết họ là ai mà cho họ vào nhà? Lỡ họ giả dạng là cướp thì sao? Mà nếu người vợ mà sinh con trong nhà mình, thì nhà mình sẽ bị ô uế, rồi tôi lại phải mất một khoản nữa để làm lễ thanh tẩy. Thôi thôi, ông ra đuổi họ đi đi, để khỏi phiền phức. Vợ tôi không đồng ý. Thôi hai người đi chỗ khác giùm đi. Ông ơi, ông làm ơn, tôi xin ông hãy thương tình. Phiền phức quá, đi giùm cái đi. Ráng lên Maria, Thiên Chúa sẽ không bỏ rơi gia đình chúng ta đâu. Chúa ơi, đêm nay con Chúa giáng trần, nhưng lại không có ai muốn đón tiếp. Chúa ơi, xin hãy thương chúng con. Sẽ chẳng có Thiên Chúa nào đến cứu ngươi đâu. Hãy từ bỏ đi hỡi loài người yếu đuối. Một hang đá ở đằng kia, chúng ta hãy vào đó nghỉ tạm nhé. Tình dây